tập rồi để thứ bảy nhật tuần sau là đi cô mới tập thì đi được. Để chúng cho nó thì cô đi tập hả? Thế cô bảo rồi mà, cô bảo cô bảo mẹ con lớp bên này phải thuê. Không được đâu. Ờ, thì từ cái bữa mà ngồi ông.